Trở lại với NVR, thưa quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình chúng tôi trên hệ thống HD Radio qua băng tần 100.3 FM HD2 và trên website toàn cầu NVRadio.co. Và đây là Breaking News từ miền Nam California với ký giả Vũ Hoàng Lân từ Phobosa TV. Lâu lắm trở lại với Vũ Hoàng Lân, xin chào anh. Xin chào anh Lê Vũ và xin chào quý khán giả của chương trình NVR. Washington, anh Nguyễn Vũ có nghe rõ không ạ? Rất rõ, và giọng bữa nay rất là power. Và tôi không cần hỏi về sức khỏe của anh, được qua giọng nói của anh tôi biết anh đang rất khỏe. Cảm ơn anh. Tôi đoán đúng không ạ? Rất đúng anh. Rất đúng. Điều gì làm cho anh khỏe vậy? Rất nhiều điều, đặc biệt là sắp sửa tới Tết ta của chúng ta rồi, cho nên là phải có thật nhiều energy, thật nhiều năng lượng để mà đón cái Tết và đón cái năm mới sắp sửa tới. Tôi nghĩ đó là về cái yếu tố tinh thần, rồi yếu tố thành công là cái Phobosa TV của anh bây giờ nó vang dội quá, cho nên cái đó nó sẽ là một cái hành trang mà nó là như một cái lực đẩy cho anh, có đúng không? Dạ, đúng rồi, rất đúng rồi anh. Mình cũng bỏ rất nhiều công sức, năng lượng vào đó, tạo thấy nó có một cái kết quả nào đó cũng rất tốt. Và trong cái kết quả đó cũng có rất nhiều công sức quảng bá của anh Nguyễn Vũ cũng như NVR ở miền Đông Hoa Kỳ, thưa anh. Anh chuyến này anh có đi về làm chợ Tết ở Sài Gòn không ạ? Kế hoạch đó thì cũng đang dự định, thưa anh. Mỗi năm thấy anh làm những cái chợ hoa đó rất đẹp và rất là sinh động. Cái đó cũng hay Vũ Hoàng Lân. Dạ, thưa anh, mỗi nơi có mỗi cái đặc thù khác nhau. Ở Việt Nam thì rất nhiều cái hội Tết, những cái sinh hoạt ngày Tết. Ở bên Nam Cali này thì rất nhiều người Việt Nam, cho nên cũng có rất nhiều cái tầm cỡ thì nó không, dĩ nhiên là không lớn như Việt Nam, nhưng nó có cái sắc thái rất khác, thưa anh. Đúng vậy. Vâng, bây giờ thì đó là một vài thăm hỏi qua cái sinh hoạt của Phobosa TV. Vậy thì trong hai ngày qua, Phobosa TV đã ghi nhận được gì, cái không khí mà trong đó 5 người mà chỉ có một người đắc cử vào cái chức giám sát viên của cái vùng ở Orange County. Trong đó đến nay thì dĩ nhiên đã có kết quả, nhưng mà trước khi có kết quả và cái sinh hoạt từ đêm hôm qua nay đó, nó đem lại cho các anh và cộng đồng đó một cảm giác gì? Và hiện giờ, ngay bây giờ thì tôi cũng biết rằng cái phòng phiếu đang đếm, nhưng mà hiện tại đó, cái chiến thắng đang nghiêng về cho ai, thưa anh Vũ Hoàng Lân? Chiến thắng nghiêng về cho ai, xin giữ một chút xíu bí mật, nhưng mà để nói là cái không khí của cái vấn đề bầu cử cái kỳ này là bầu cử chức giám sát viên quận Cam địa hạt 1. Nó không phải chỉ bắt đầu từ tối hôm qua, mà bắt đầu từ nhiều tuần qua. Phobosa TV cũng đã được suốt một quá trình đã theo dõi, ghi nhận, tiếp cận với nhiều ứng cử viên kỳ này. Kỳ này thì có 3 ứng cử viên gốc Việt và 3 ứng cử viên gốc Latin. Trong đó, một trong 3 ứng cử viên gốc Latin đó là ra vào giờ cuối, tức là không có tên trong lá phiếu, nhưng chỉ có cái ô trống để mà khi nào mà ai bầu cho ông ấy thì người ta bầu. Thì mọi ứng cử viên đều rất là nỗ lực trong suốt mấy tuần qua. Tối hôm qua tôi cũng có dịp đi dự một cái buổi gọi là bữa tiệc để mà đón phiếu, cái kết quả của phiếu tại văn phòng của ứng cử viên Andrew Đỗ, là một trong các ứng cử viên mà được đánh giá là có cái tiềm năng được bầu. Thì cái kết quả thì rất là hôm qua thì rất là gay go. Nó ra từng kỳ một vào lúc 8 giờ tối thì lần đầu tiên cái kết quả đưa ra. Ứng cử viên gốc Latin, ông Lou Correa, là một người rất lão luyện trong chính trường ở California, đã từng làm cái chức vụ này trước đây, chức giám sát viên quận Cam trước đây. Sau đó ông đi ra lên tiếp tục làm thượng viện của tiểu bang California. Sau đó khi ông hết nhiệm kỳ, ông quay trở về để mà tiếp tục cái tranh cử lại một lần nữa vào cái chức vụ cũ này trước khi của ông. Thì 8 giờ tối thì khi mà kết quả đầu tiên đưa ra, ông Lou Correa đã đứng đầu với 13.629 phiếu, hơn người thứ nhì là 149 phiếu, tức là luật sư Andrew Đỗ.
Sau đó kết quả đã đưa ra thêm vài lần nữa, ông Lucuria vẫn liên tục dẫn đầu. Lúc đầu là cách biệt như tôi nói là 149 phiếu, lần thứ nhì sự cách biệt tăng lên là 320 phiếu, lần thứ ba sự cách biệt kéo xuống một chút xíu là còn 219 phiếu, nhưng cuối cùng lần thứ tư khi 101 phòng phiếu được đếm hết thì kết quả lần sau cùng đưa ra rất là bất ngờ, luật sư Andrew Đỗ gốc Việt đã trở ngược lên đứng đầu với 16.202 phiếu, thắng ông Lucuria, đưa về thứ nhì chỉ có 2 phiếu vỏn vẹn mà thôi, thưa anh. Nhưng mà cái đây chưa phải là kết quả final phải không thưa anh Vũ Hoàng Long, vì phòng phiếu vẫn còn đang tiếp tục đếm, đúng không ạ? Anh người Vũ nói rất đúng, đây không phải là kết quả sau cùng. Vâng. Thực ra thì khi mà những người mà ngồi theo dõi ở bữa tiệc của luật sư Andrew Đỗ ở thành phố Garrigo ngày hôm qua đó, cũng có cái sự dự đoán khá là chính xác. Người ta đoán là hai lần đầu là do những cái thùng phiếu mà nằm ở thành phố Santa Ana đã được đếm trước. Do vậy, ông Lucuria là một người gốc Latin đã thu được nhiều ở phiếu đó cho nên đã đứng đầu. Về sau khoảng cách đã được thu lại và cuối cùng về sau nữa thì những cái phòng phiếu ở các thành phố như là Westminster, Garden Grove, Midway City và Fountain Valley là những cái thành phố có nhiều gốc dân Việt Nam hơn, thì luật sư Andrew Đỗ dẫn đầu ngược trở lại. Mình không sử dụng chữ thắng ở đây mà mình sử dụng cái chữ dẫn đầu ngược trở lại. Ngày hôm nay và ngày mai cho tới ngày thứ sáu vẫn còn tiếp tục đếm những cái phiếu khác, là những cái phiếu mà gọi là phiếu khiếm diện gửi bằng thư, hoặc là những cái loại phiếu mà những người, có một số người vì nhiều lý do không có cái tên trong danh sách nhưng vẫn tới phòng phiếu để bầu, thì lúc đó người ta phát cho một cái mảnh giấy để mà bầu, thì những cái phiếu đó cũng được sẽ được đếm trong những ngày tới. Chiều nay thì khoảng 4 giờ là sẽ có một cái cập nhật tiếp để mà biết được là cái con số nó thay đổi như thế nào, thưa anh. Theo như cái kinh nghiệm á, mà từ thời mà chúng ta sinh hoạt media đó, từ thời mà các cái vai trò nhỏ nhất là nghị viên mà liên quan tới các cái dân cử gốc Việt chúng ta, thì thường thường đó, khi mà có một cái cuộc đếm phiếu, cái kết quả ngày đầu tiên rồi sau đó chờ tới 5-3 ngày sau cùng, thì điều này đối với tôi đó, tôi vẫn giữ hoài cái kinh nghiệm đó. Tôi vẫn tin rằng cái này nó đang lợi thế, nó nghiêng về cho Andrew Đỗ. Tại vì sao? Cái chuyện mà bỏ phiếu qua cái lối mà gửi thư như anh vừa nói đó, thì lại nó không rơi nhiều vào góc mễ, thưa anh Vũ Hoàng Lân. Mà cái cách vận động này tôi nghĩ nó rơi vào rất nhiều cái thành phần mà những người lớn tuổi cho cộng đồng người Việt ở tại quận Cam. Vì vậy, mặc dù hiện nay đây không phải là kết quả sau cùng, nhưng mà cho dù dẫn 2 phiếu, đó không phải là một cái chiến thắng sau cùng. Tuy nhiên, nếu mà càng kéo dài thời gian thì cái trường hợp này nó lại rơi vào cái trường hợp giống như giữa ông Broadwater và ông Bảo về cái chức thị trưởng của Garrigo vừa qua. Tức là more time đó, thì cái advance đó là thuộc về cho người Việt chúng ta. Thì trong trường hợp cái nhận định này của tôi, thì riêng anh Vũ Hoàng Lân có cái suy nghĩ gì khác hơn trong trường hợp này ạ? Anh Nguyễn Vũ từ California đã bỏ đi về Washington DC khá lâu như vậy, nhưng vẫn còn nhớ rất kỹ cái thói quen bầu cử của người Việt Nam. Thưa anh, đúng như vậy. Rất nhiều người hôm qua tới nay chúng tôi tiếp xúc thì đều có cái nhận định tương tự như vậy. Cho rằng là cái thời gian tới sẽ là cái thời gian có càng có lợi cho phía cái ứng cử viên Andrew Đỗ hiện đang dẫn đầu. Mặc dù là anh nên nhớ trên lá phiếu hiện nay không phải chỉ có một cái tên Việt Nam, mà là có tới 3 cái tên Việt Nam, đó là luật sư Andrew Đỗ dẫn đầu, luật sư Chris Phan đi thứ 3 và ông Nguyễn Văn Chuyên đi thứ 4. Do vậy cái lá phiếu Việt Nam có tới đi nữa trong những ngày tới có thể sẽ chia ra một phần nào đó giữa 3 ứng cử viên Việt Nam này. Tuy nhiên người ta vẫn nghĩ rằng là cái xu hướng sẽ tiếp tục phiếu sẽ về phía cho ứng cử viên Andrew Đỗ so sánh với ông thứ nhì là ông Lucuria. Đó là cái xu hướng như vậy. Cũng muốn nói thêm là trong ngày hôm nay, vì là
cái cách biệt rất là nhỏ nhoi 2 phiếu như vậy. Cho nên tình hình theo tôi được từ một số người cho biết là khá là căng thẳng ở cái phòng phiếu nằm ở thành phố Santa Ana hiện nay. Được biết là những luật sư của phía đảng Cộng Hòa cũng đã tới phòng phiếu, và một số người bay từ Sacramento về. Dĩ nhiên là phía Dân Chủ là với ông Lucoria cũng nhiều quan sát viên tới. Đây là cuộc tranh cử có thể nói là giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ rất là sâu sắc. Luật sư Andrew Đỗ là được đề cử bởi đảng Cộng Hòa và ông Lucoria là đảng Dân Chủ. Quay trở lại phòng phiếu thì là cho tới 4 giờ chiều thì sẽ có cái kết quả mới, nhưng mà hiện nay thì hai bên tới đó quan sát và kiểm tra rất gắt gao để không xảy ra bất cứ một cái sự lầm lẫn nào trong vấn đề phiếu thưa anh. Cái trường hợp này nếu mà cho dù chờ tới kết quả sau cùng mà cái tỷ lệ mà nếu Andrew Đỗ thắng ông Lucoria 5-7 phiếu đó, thì đây là lịch sử lặp lại trong cái vai trò giám sát viên cho đến giám sát viên quận Cam. Trước đây khoảng 6-7 năm đó, trường hợp này đã xảy ra cho ông Nguyễn Quang Trung và bà Janet Nguyễn một lần, sau đó recount. Nếu như ban đầu cái final thì ông Trung đã thắng bà Janet Nguyễn 7 phiếu, nhưng mà sau cái được đếm phiếu lại đó thì bà Janet Nguyễn thắng ngược lại 3 phiếu. Hôm nay kết quả tạm thời nó cũng cho chúng ta thấy cái hình ảnh cách đây 7 năm về cái vai trò này ngay cái khu vực này. Và tôi tin rằng lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa, và lần này tôi cũng tin rằng cái chiến thắng mong manh cũng đang nghiêng về cho luật sư Andrew Đỗ, thưa anh Vũ Hoàng Lân. Cái đó cũng có khá nhiều người suy nghĩ như vậy. Chiến thắng cuối cùng có thể sẽ nghiêng về phía luật sư Andrew Đỗ, mặc dù là hiện nay chỉ có 2 phiếu dẫn đầu. Nhưng mà tôi có một cái suy nghĩ thêm như thế này. Chiến thắng có thể sẽ về phía luật sư Andrew Đỗ nếu mà khoảng cách sẽ được kéo dài ra. Tuy nhiên dù là kết quả như thế nào đi nữa, tôi vẫn nhận thấy là cộng đồng Việt Nam đã chiến thắng rất là rõ ràng trong cái cuộc bầu cử này. Một cách rất cụ thể, 3 ứng viên đứng đầu ở trong cuộc đua này là ông Andrew Đỗ, ông Lucoria và ông Chris Van đều rất nỗ lực rất nhiều trong cái việc vận động trong cộng đồng Việt Nam. Thậm chí ông Lucoria, cựu thượng sĩ Lucoria, đặt văn phòng tranh cử của ông ngay trong giữa khu Little Sài Gòn trên đường Bô Sa, cho thấy là dù là ứng cử viên tốt nào đi nữa, cái sự quan tâm, cái sự để ý tới cái tiếng nói của cộng đồng Việt Nam và hiện nay trong cái khu vực Orange County là không thể nói khác đi được thôi. Tôi đồng ý hoàn toàn, và trong trường hợp này để có cái nhận định ngoài lề. Trong trường hợp này nếu không xảy ra thì tôi tin rằng hôm nay đã có kết quả chính thức. Nếu như bên phía Việt Nam mà không có một candidate, tức là ứng cử viên thứ ba là ông Nguyễn Văn Chuyên, nếu không ra tranh cử đó, thì hiện tại ông Nguyễn Văn Chuyên đang có khoảng gần 1.700 phiếu. Thì hôm nay đã có kết quả và nghiêng hẳn về cho ông Andrew Đỗ. Ngược lại, nếu một trong hai điều kiện tôi vừa đưa ra, nếu như bên gốc Mễ mà ông Lucre không bị một người ngán đường, đó là Moreno, 750 phiếu đó, thì cái phần thắng cũng đã nghiêng về cho ông Lucre. Tuy nhiên, cái game nào cũng vậy thưa quý vị, và một đảng phái nào cũng đều rơi vào những trường hợp tương tự. Ví dụ như ngay cả cái chuyện mà ứng cử viên tổng thống của nước Mỹ cũng có những người ứng cử tự do. Thì trong trường hợp này, tôi đã nhìn ra được cái sự kiện này trước đây trong phần bình luận tin tức như tôi nói. Cái chuyện mà ông Nguyễn Văn Chuyên ra ứng cử, nó không khác gì cái chuyện mà ông Phạm Kim Long cứ mỗi mùa tranh cử ông đều phải ra. Nhưng cái kết quả đó đã thấy trước hoàn toàn, và tôi khẳng định chuyện đó, cái tỷ lệ ông sẽ không đạt được những cái điều mà ông mong muốn. Vì vậy, ông chỉ có khoảng gần 1.700 phiếu. Thì bởi vậy tôi cho một cái ví dụ, nếu một trong hai bên mà chỉ cần có một người withdraw, thì người đó đã có chiến thắng trong ngày hôm nay, thưa anh Vũ Hoàng Lân. Anh nhìn nhận thế nào về cái điều tôi vừa nhận định? Anh Nguyễn Vũ nhận định một lần nữa cũng rất đúng. Có nhiều cái xu hướng, có nhiều cái dư luận cho rằng là có những ứng cử viên ra kỳ này để phá phiếu của một là phía bên ứng cử viên gốc Việt hoặc là ứng cử viên gốc Mễ. Tuy nhiên đó là cái cách nhận định của dư luận như vậy. Tôi cũng có một cái nhận định gọi là tương đối nó cởi mở hơn một tí. Tôi cho rằng là mỗi người ứng cử viên khi ra tranh cử, dù là lý do nào,
họ cũng đều có lý do riêng của họ để họ có quyền đặt cái tên của họ trên cái lá phiếu. Đó là cái quyền dân chủ của chúng ta được thực hiện ở đây. Lần này chúng ta thấy có lúc đầu thì có hai ứng cử viên gốc Latin và ba ứng cử viên gốc Việt. Sau đó thì vào những ngày cuối cùng của cuộc tranh cử thì có thêm một ứng cử viên gốc Latin ra nữa. Mặc dù không còn kịp thời giờ để in vào lá phiếu, nhưng có một cái khoảng trống để mà người ta ghi tên vào, gọi là write-in. Nhưng mà vì cái hiện tượng đó, người ta cũng có thể đồn đoán là phía bên này cho rằng là phía bên kia có hai người mà mình bị ba người phát phiếu, cho nên là phải đưa thêm một người cho nó cân bằng 3-3. Do vậy, một lần nữa, khi mà các ứng cử viên tranh cử với nhau, tất cả mọi cái cách thức để mà có thể tranh cử đều được sử dụng, và cuối cùng người cử tri là cái người càng ngày người ta càng hiểu được cái vấn đề, và người ta đầu là cái định sau của mỗi cuộc tranh cử ra. Trong trường hợp này, thưa vị, mặc dù đối với nghị viên Chris Fang đó, cái số phiếu ông đạt được một nửa so với hai ứng cử viên là ông Andrew Dorr và ông Lou Courier. Nhưng mà đối với tôi đó là một sự khuyến khích, và đối với ông Chris Fang thêm một lần nữa là một cái động lực để cho ông tiến xa hơn trong sự nghiệp chính trị. Mặc dù ông mới về sinh hoạt chính trị tại quận Cam trong 2 năm, nhưng mà cái tính năng nổ và cái sự thẳng thắn trong một cái quan điểm của một sĩ quan Mỹ đó, tôi cũng tin rằng đây là cái lúc mà cho ông Chris Fang tập sự trong lúc ứng cử, và ông làm quen với cử tri tại quận Cam rất nhiều, để rồi ông sẽ thăng tiến trong một vài cái vai trò khi mà tôi gọi rằng cái thời gian nó đủ trong cái sinh hoạt chính trị của ông Quyết Phan để ông chứng tỏ về cái khả năng, cái bản lĩnh trong cái sự nghiệp chính trị. Thì đối với ông Quyết Phan, tôi nghĩ cái chuyện mà ông đạt được 6.500 và 7.000 phiếu đó, thưa anh Vũ Hoàng Lân, thì đó là cái nhìn đầy tích cực, và cũng đó là những dấu hiệu tốt để cho ông tìm ra một hướng đi trong sự nghiệp chính trị trong những năm kế tiếp. Nói thêm một chút xíu về ứng cử viên Chris Fang, có thể nói là ứng cử viên Chris Fang là người mà khởi động cái cuộc tranh cử của anh ta sớm nhất trong cái kỳ này, rất sớm, từ nhiều tháng trước. Cho nên có những cái tin gọi là về sau này, có những cái tin là cho rằng là luật sư Chris Fang cũng như là ông Chuyên Nguyễn là hai người ra phát phiếu Việt Nam, thì cái đó cũng khó mà có thể gọi là đứng vững, tại vì là một trong những người đầu tiên ra để mà tranh cử thì lúc ấy chưa có một cái bất cứ một cái ứng cử viên nào để mà ra, do vậy khó mà nói như vậy được. Tôi cũng đồng ý với anh Người Vũ là tôi cho rằng là cái kỳ tranh cử này là một cái kinh nghiệm rất là tốt đối với lại luật sư Chris Fang, với cái cách mà anh tranh cử, anh thường nói rằng là không có nhiều tiền, cho kiểu nhà nghèo, cho nên là dùng sức là đi khắp các căn nhà ở trong địa hạt để mà thuyết phục người dân để bỏ phiếu cho anh ta. Có thể nói là Chris Fang là một trong những người mà xài tiền ít nhất trong cái cuộc tranh cử này. Đúng vậy. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi về cái diễn tiến trong những ngày kế tiếp để đi đến cái chiến thắng cuối cùng. Và quý vị vẫn tiếp tục theo dõi trong chương trình của NV Radio. Cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân và Phố Bô Sa TV. Mời anh có lời cuối trong chương trình. Xin cảm ơn anh Nguyễn Vũ. Xin chào anh Nguyễn Vũ, chào quý vị khán giả của NVR. Không biết là có dịp để mà nói chuyện với anh Nguyễn Vũ và NVR trước cái dịp Tết sắp tới hay không? Nếu không thì nhân dịp này, xin chúc cho anh cùng gia đình và khán thính giả của anh một năm mới rất là thành công, rất là may mắn cơ. Buổi nói chuyện hôm nay chúng tôi sẽ gửi một cái audio đến ngay cho Phố Bô Sa TV, và tôi cũng mượn nơi này xin gửi lời chúc đến các khán giả theo dõi Phố Bô Sa TV khắp mọi nơi trên toàn cầu. Xin gửi lời chúc đến quý vị và gia đình có một cái năm mới thật may mắn và luôn luôn thăng tiến nói chung, và đối với Phố Bô Sa TV nói riêng, sẽ là một người bạn đồng hành với thính giả của người Việt trên toàn cầu. Cảm ơn sự theo dõi quý vị. Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Vũ. Rất là hứng thú với cái ý là anh sẽ gửi cái video để phát trên chương trình Phố Bô Sa TV. Một lần nữa luôn luôn hứng thú có những cái nhịp cầu truyền thông giữa Phố Bô Sa TV và chương trình NVR. Thưa anh.